Nam cho mẹ xin miếng bánh đi. Nam cho mẹ xin miếng bánh đi. Cho mẹ miếng. Nam. Nam ơi, cho mẹ xin miếng bánh đi con. Nhìn bánh dơ hết ăn được đó. Cho mẹ đi. Cho mẹ nha. Cho mẹ đi. Ăn đi cho con. mẹ. Ăn đi. Mẹ xin ăn đi. Ăn đi Nam, cắn thử ơi, ngon lắm á. Cho mẹ đi nè. Cắn đi con. Cho miếng đi. Bánh đó, ăn chứ phải để chơi con. Cắn cái trên xuống. Cắn cái đó đó, cắn vô. Bánh cho mẹ miếng ơi Nam. Nam ơi. Ngọn ghế ăn hả? Để lại cái gì té. Trên thế giới thì tính rồi, con ngồi ăn đi. Hơn 103,5 triệu người mắc Covid-19. Số ca tử vong đã là trên 3,7 triệu. Cắn đi con. Tình hình dịch tại Campuchia tiếp tục diễn biến đáng ngại. Bộ Y tế nước này chưa qua thông báo là có thêm 5 này chưa có kem đâu có đỡ để đổ đổ gì không uống được. Và có thêm 10 ca tử vong. Cắn đi. Trước đó thì Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện biến thể B1617 của chủng virus SARS-CoV-2 ở nước này. Nam cô ra ngoài sẵn được mà cắn coi. Bộ đã chỉ đạo khẩn tới bệnh viện các tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch, thực hiện